Rồi, ok mọi người ha. Thì hôm nay em tiếp tục lên những con huyết nhí cho mọi người chúng ta xem. Thì trong clip này nó sẽ có size 17 đến 18 xăng, lúa từ 5.9 6.5 nha mọi người nha. Có hai cái loại này thôi. Đây là ô số 1 5.9 mọi người nha. Mã clip này là 1012. Em này là 17 18 xăng nha mọi người. Đó, đuôi đỏ ha. Đó, cá thì rất là sung căng, ăn uống rất là khỏe luôn anh em mình ha. Đó, 5.9 nha. Đó, ăn khí thế luôn anh em ơi. Đó. Rồi bên đây là ô số 2 mọi người nha. Ô số 2 thì con này cũng giống vậy luôn. Đó, nhưng mà con này nó lớn hơn một chút, đuôi càng bự hơn một chút thì nó là 6.5. Con này là ô số 2 nha mọi người. Đó, ô số 2. Đó, mọi người thấy căng không? Căng xè luôn. Và nó là 6.5 nha mọi người ha. 6.5 ô số 2. Môi đỏ, đuôi tròn căng xè luôn. Đó mọi người ha. Rất là đẹp nha. Thì bên dưới này là em này là ô số 3, con này tầm 17 18 cm cũng giống vậy luôn. Đó, em này là 5.9 nha. Đó, ăn khí thế luôn, quay cho mọi người chúng ta xem ha. Rất là đẹp. Rồi. Đây là ô số 3, 5.9 nha mọi người nha. Ô số 3 5.9. Đó. Ô số 3 ha. Rồi bên đây là ô số 4 mọi người nha. Ô số 4 con này là 18 xăng, em này 6.5. À, đuôi rất đỏ, môi đỏ luôn. Đó. Quay cá em sẽ cho nó ăn hết cho mọi người ta xem ha. Đó, cho mọi người ta thấy là những cái độ sung của cá nè. À, sức khỏe của cá. Cá mà bị vấn đề bị bệnh hay này kia là nó không ăn mặn đâu anh em ha. Đó, nó bỏ ăn hoặc là không ăn luôn. Đây là ô số 4 6.5 nha mọi người nha. Đó, bên em có giao lưu và có góp cho anh em mình luôn ha. Rồi bên đây là ô số 5, con này là cũng là 6.5 luôn. Đó, ô số 5 6.5. Mã clip là 1012, tức là clip được up ngày 10 tháng 12 nha mọi người nha. Đó, đẹp chưa? Quá phê luôn. Ô số 5. Mã clip là 1012. Đó, có giao lưu và có góp cho anh em mình luôn. Clip này là size 17 18 nha, con này là 18 xăng nè. 6.5 ô số 5. Đó. Rồi bên đây là bé ô số 6 mọi người nha. Con này thì quá trời là sung luôn. Đó, em này ô số 6, con này là 6.5. 6.5 cũ. Màu rất là đẹp luôn. Đó. Chuẩn chỉ hết nha mọi người nha. Cá chuẩn chỉ hết luôn. À, clip này quay toàn là cá đẹp cá chuẩn không à. Đó, ô số 6, 6 cũ 5. 18 xăng, 6 cũ 5 nha mọi người nha. Rồi bên đây là ô số 7, con này cũng là 6 củ 5 luôn. Đó, con nào cũng cho ăn cho mọi người xem tình trạng sức khỏe của mấy em nó ha. Đó, tầm 18 xăng, em này là 6 củ 5, ô số 7. Đuôi càng rất là đẹp nha, đầu muỗng đuôi to càng dài luôn. Đó, ô số 7 6 củ 5. Rồi ở bên đây là ô số 8, con này cũng là 6 củ 5 luôn mọi người nha. Con này bộ đuôi rất là đẹp nha. Đuôi rất là mỏng, mỏng manh thước tha. Đó, căng xè căng đét luôn. Ô số 8 6 củ 5 nha mọi người nha. Đó. Ô số 8 6 củ 5. Cá lanh rất là lanh ha mọi người ha. Mắt môi chuẩn chỉ hết luôn. Đó. Rồi, tiếp theo ở bên này á là ô số 9. Ô số 9 này á là 5 củ 9 thôi. Đó. 17 xăng, 5 củ 9. Đó, đầu muỗng, con này đầu muỗng nhiều nè mọi người ha. Đuôi tròn tâm hoa, đầu muỗng nhiều, ô số 9, 5.9. Đó. Rồi, bên đây là ô số 10. Này cũng 5.9 luôn. Đó, ô số 10 5.9 nha mọi người nha. Đuôi con này rất là to ha. Đuôi rất to. Đó. Anh em mà có cá sấu, cá lỗi, cá chán chuồng gì đó, mình muốn có cá đẹp. À, cá nhỏ, huyết nhỏ thì lụm mấy con này quá trời sung luôn. Rồi, tiếp theo là ô số 11 nha mọi người nha. Đó, đuôi căng xè. Quất. Quất, quất lên. Đó, nó chưa thấy như vậy, nó chưa thấy. Lụm. Đó. Rồi ô số 11 5.9 nha mọi người nha. Đó.
Dàn đuôi quá đẹp luôn, chuẩn chỉ mắt môi ha. Ô số 11. Rồi, bên đây là ô số 12. Ô số 12 này là 5.9 luôn. Ô số 12, trời ơi. Đó, quất liền. Ô số 12 này là 5.9. Ăn khí thế luôn. Đó. Rồi, bên đây là ô số 13. 6 củ 5. 6.5, 6 củ 5. Đó. Mã clip là 1012 nha. Clip này em sẽ quay cho mọi người ta xem 20 con. Đó, để anh em mình có nhiều sự lựa chọn ha. Bút. Đó. Ô số 13. Rồi, kế bên đây là ô số 14 nè. Đây đây, ô này mới là 14. Rồi, ok, ô 14 này đuôi quá to luôn. Đó, đuôi quá là to. Đó, ăn con dế cũng to luôn. Đó, em này 5.9 nha. Ô số 14 5.9. Cái này anh em có thể nuôi phong xanh, phong đen, phong trắng gì tùy thích nha, phong nào cũng được hết. Đó. Cái chất lượng là chỉ cần có đèn thôi, phong nào cũng được không sao hết. Ô số 14. Con này là 5.9 nha. Rồi, bên đây là ô số 15. Đuôi càng quá đẹp luôn, con này 6.5. Ô số 15 6.5, 18 xăng. Ô số 15 6.5. Rồi, tới đây là ô số 16 nè mọi người. Đó, vút liền luôn. Ô số 16, 5.9. Anh em nhìn nè, cái lúa cũ nè, 6.9 nè, giờ còn 5.9 nè. Đó. Chất lượng nha mọi người nha, đừng có so sánh với cá chợ giúp em. Cá Indo nhập chính ngạch, đừng so sánh với cá Malai giùm em nha. Đó, ô số 16, 5.9. Rồi. Bên đây là ô số 17, 6.5. Đó, 6.5 mọi người nha. Đuôi con này to, càng dài. Đuôi liền, đuôi kích ha. Ô số 17, 6.5. Căng xòe, căng đét luôn. Rồi, đây là ô số 18. Trời ơi, nó ăn kìa. Con này cũng 6.5 luôn. Ô số 18 6.5. Đó. Ô số 18 6.5, quất thêm con dế nữa. Rồi, bên dưới này là ô số 19. Đây là cái hồ này đang để đèn trắng xanh nha mọi người nha. Đó, đang để đèn trắng xanh. Đó, mà con này thì đuôi càng quá đẹp. Đó, ô số 19 6.5 nha mọi người nha. Ô số 19 6.5. Đó, ngon lành ha. Cá căng xòe căng đét luôn anh em ơi. Rồi, đây là ô số 20. Con này 5.9 nha. Ô số 20, con này 5.9. Đó. Ô số 20 5.9. Rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ là phá lệ là quay thêm một con nữa là ô số 21 nha. Định quay 20 con nhưng mà thời lượng nó còn nên là quay tiếp mà chúng ta xem. Chắc là hai con nữa đi. Đó, con này là ô số 21. Con này 5.9 nha mọi người nha. Đó. Thêm cho mọi chúng ta hai con để chúng ta có thêm sự lựa chọn ha. Đó, 17 18 xăng, 5.9 bé này. Ô số 21. Đó. Hồ này đang để đèn trắng xanh nha mọi người ta. Đó, đầu muỗng nè, đuôi to, căng xòe luôn. Rồi, ở bên đây là ô số 22. Đó, dư thời gian quay thêm hai con nữa cho mọi người ta xem. Con này 18 19 xăng luôn. Con này là 6.5 nha. Ô số 22 6.5. Đó. Mắt đỏ, có quần đỏ luôn, môi đỏ, đuôi đỏ. Đó. Rồi, đây là con cuối cùng trong clip này. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Anh em nào có
thích con nào lụm con đó giúp em. Giờ có Zalo của con cấp và có góp cho anh em mình luôn ha. Ok, bye bye.